đang xin giới thiệu với các bạn đây là cái lò hơi. Khu vực nguy hiểm nha. Cái này bỏ xác người vô đốt là nó cháy hết. Cỡ bụng mà ở Bình Dương à. Bỏ vô là cháy. Đổ bê tông không có xi nhê bằng cái này, bỏ xác người vô đây là nó sẽ thành cho mẹ. Bỏ vô đây nè, nó xoay cái này xuống nè. Đó, mở ông này. Xoay xuống rồi đó nè, cái này xuống nè. Đó, đúng rồi. Đúng không? Nó xoay cái này nè. Ừ. Kìa. Cái lò hơi ác không? Đây. Cái này giống như cái lò ở dưới mấy cái người không ai á. Giống mấy người không e mà cái lò bỏ tài thiên vô nung đúng không? Đó. Đây là cái hầm nè, hầm này 3m nè. Đó. Cũng lò ha. Đây là cái hầm. Nhìn thấy rất là ấn tượng ha, mình sáng quá, quá cao ha, cũng lồ cái này đường kính nó khoảng 3m ha. Cái này là nó có hệ thống hơi rồi phải không? Ra đây là ống khói rồi kia rồi, đây nha, đúng không? Đi dưới đây chứ bộ, nè nó đi âm ở dưới đây nè, để ra mấy cái trụ này nè, thấy không? Ống khói nằm đây nè. Ừ. Đó là cái ống khói đó, ống khói cao cao đó, màu trắng đó. Đó, ống khói nè. Cái này là còn hơn là phọt Mosa nữa nha các bạn. Cái này là phọt Mosa không có vé đâu nha các bạn. Đây là ống khói nó chôn ở đây rồi sao ra khói gì ta. Ờ, đúng không? Thì nó âm dưới mà. Anh quay được xong mình thấy. Đây đây nó có cái đường ống khói ra đây các bạn, đường đây là cái lỗ mà ủa không phải không có được không, chung là nó không có, nói chung là chỗ này là 200 vụ của Bình Dương bỏ vô đốt cũng hết luôn. Có đường kính 2m.
thiết bị đốt lò nữa nè. Đốt lò. Nó sẽ tiện cái thùng.